Gia đình gà là hình ảnh về gia đình đầm ấm yên vui với đầy đủ gà mẹ, gà con và gà bố. Đây là hạnh phúc đời thường nhưng vô cùng ý nghĩa. Đặt tượng gia đình gà trong phòng ngủ được các nhà phong thủy cho rằng sẽ làm ấm êm quan hệ vợ chồng. Đi kèm với đó là chất liệu gỗ hương ta bền bỉ theo thời gian, màu sắc nổi bật tạo nên cảm giác vô cùng thanh tao nhã nhặn mà không kém phần nổi bật. Hàng đục tỉ mỉ, sắc nét kinh bông từng chi tiết chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả anh chị và các bác nhà mình. Hình tượng chú gà từ thời xa xưa đã gắn liền với người dân đất Việt, luôn gần gũi với đời sống, tâm lý, văn hóa dân ta. Các bác nhà mình quan tâm thì liên hệ ngay cho bên em qua số hotline 0971 336 318 anh chị nhà mình nhé.